Quý vị và các bạn thân mến, trong video clip này mình sẽ chia sẻ đến quý vị cách chỉnh loa kéo để nghe nhạc hát karaoke hay nhất. Quý vị lưu ý, hay ở đây có nghĩa là hay trong giới hạn chất lượng âm thanh của chiếc loa kéo của quý vị ấy, chứ không phải là một chiếc loa kéo giá 1-2 triệu chúng ta chỉnh để nó hay như chiếc loa kéo giá 9-10 triệu, hay là nó hay được như là những cái bộ dàn karaoke chuyên nghiệp, thì điều đó là không thể xảy ra. Và sau đây xin mời quý vị cùng mình bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, trước hết mình sẽ giới thiệu đến quý vị các nút chỉnh âm thanh trên một chiếc loa kéo phổ thông. Và trước mắt quý vị là bảng mạch của loa kéo ProSync VK15 Super. Ở trên cùng, núm vặn to nhất có chữ volume. Đây là nút điều chỉnh âm lượng của nhạc. Nhạc này là nhạc từ điện thoại của quý vị, nhạc từ YouTube, được phát qua loa thông qua kết nối Bluetooth hoặc USB hoặc là ngõ vào âm thanh. Quý vị lưu ý nhé, cái này là chỉnh âm lượng của nhạc. Ở bên dưới có núm vặn có chữ chat, ở dưới nữa là bass. Đây là hai nút điều chỉnh âm cao và âm thấp, tức là âm thanh và âm trầm của nhạc. Bên dưới nữa có nút M delay, M echo. Đây là hai nút chỉnh micro. Cụ thể, nút delay này là để chỉnh cái độ nhại của mic, echo là chỉnh độ vang của mic. Bên dưới có nút M bass, M chest. Đây là chỉnh âm trầm và âm cao của mic. Dưới nữa là nút mic volume là điều chỉnh âm lượng của mic. Và dưới cùng là GT volume là điều chỉnh âm lượng của nhạc cụ. Cụ thể chữ GT ở đây là ký hiệu của guitar. Để giải thích thêm cho nút vặn guitar volume, quý vị có thể nhìn thấy ở bên dưới nó có hai cổng guitar 1 và guitar 2. Đây là hai cổng cắm nhạc cụ. Nhưng mà thông thường thì người ta hay chơi đàn guitar cho nên họ ký hiệu luôn là guitar. Còn thực chất thì cái cổng này quý vị có thể cắm bất kỳ một loại nhạc cụ điện nào vào đây. Chúng ta có thể xuất âm thanh từ cái nhạc cụ đó đưa vào loa để khuếch đại nó lên với công suất và chất lượng nó tốt hơn là phát ra từ những nhạc cụ gốc. Và bên dưới có hai cổng cắm mic dây, mic 1 và mic 2. Thì quý vị lưu ý là tất cả các nút điều chỉnh mic nó đều dùng chung cho cả mic không dây và mic dây. Sau đây mình sẽ mô tả chi tiết từng nút chỉnh âm thanh để quý vị rõ hơn. Trước hết là nút điều chỉnh volume, tức là âm lượng của nhạc. Đây mình sẽ cho nó to lên và nhỏ đi để quý vị cảm nhận. Quý vị có hai lưu ý nhé. Sử dụng cái âm lượng của nhạc này thì khi mà quý vị nghe nhạc ấy, thì nhìn chung là tùy theo cái mong muốn của mỗi người thôi. Nếu như quý vị chơi nhạc ở trong những căn phòng nó có diện tích vừa và nhỏ thì chúng ta nên bật nó vừa phải thôi. Âm thanh của nó sẽ hay, nó sẽ đỡ được cái hiện tượng phản âm và cộng hưởng trong phòng nghe, tạo nên cái cảm giác khó chịu. Thường là tiếng bass nó nhiều quá nó sẽ ù, gây khó chịu. Thì chúng ta chỉ nên chơi nhạc ở âm lượng nhỏ nó sẽ hay hơn. Ngược lại, khi quý vị chơi nhạc ở ngoài trời, ở những nơi ồn ào, ở những nơi không gian lớn, cần đáp ứng cho nhiều người, chúng ta vặn to nó lên. Tuy nhiên, chúng ta hạn chế bật âm lượng ở 100%. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các dòng loa kéo di động nói riêng và các thiết bị âm thanh nói chung, nó chỉ tạo nên chất lượng âm thanh tốt nhất trong cái giới hạn âm lượng khoảng 80%. Tốt nhất là chúng ta chỉ nên chơi 70% đổ về thôi, cùng lắm là 80% thôi. Thật hạn chế chơi nhạc ở mức âm lượng 100%. Khi đó âm thanh lớn thì cái màng loa nó rung lên quá mạnh, nó sẽ gây ra hiện tượng âm thanh bị rè. Đồng thời là tuổi thọ của màng loa và mạch công suất nó cũng sẽ không thể bền bỉ theo thời gian được. Chúng ta nên cố gắng bật tối đa 80% âm lượng. Một cái điều nữa quý vị lưu ý là 80% âm lượng ở đây là âm lượng tổng của loa và điện thoại. Trên thực tế thì chúng ta nên bật âm lượng của điện thoại, tức là nguồn phát, tối đa và chúng ta giảm cái volume trên loa này đi. Như thế âm thanh nó sẽ sạch sẽ và trong trẻo nhất. Tại sao lại như vậy? Nếu như quý vị bật âm lượng trên điện thoại nhỏ và chúng ta vặn cái volume trên loa hết cỡ này, thì cái mạch công suất của loa lúc này nó sẽ lên trạng thái tối đa, tức là công suất tối đa. Nó sẽ phát ra những cái âm thanh có chứa nhiều tạp âm, đó là tiếng rè, tiếng sôi từ loa. Cái này thì quý vị nào đã dùng loa kéo rồi thì sẽ biết thôi. Ngay cả những cái bộ dàn karaoke có giá lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng, nó đều có tiếng sôi, tiếng xì do cái mạch
có thể là cái mạch linh kiện nó chưa thực sự chuẩn, và đồng thời là cái nguồn điện mà chúng ta sử dụng ấy, nó không phải là nguồn điện sạch sẽ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nút chỉnh chét. Hiện tại thì chét đang ở 50%. Mình sẽ giảm nó xuống hết cỡ. Tăng nó lên. Tăng lên hết cỡ. Quý vị có thể cảm nhận âm thanh nó thay đổi rất nhiều khi mình chỉnh chét. Cụ thể khi chét tắt đi, tức là về mức 0, âm thanh của nó trở nên bí bách, thiếu đi toàn bộ phần âm thanh giải cao, khiến cho tiếng nhạc thiếu đi sự trong trẻo, trong sáng. Giọng hát của ca sĩ cũng thiếu đi sự sắc nét chi tiết. Ngay cả các nốt nhạc ở trong bản nhạc không lời, tức là nhạc nền ấy, nó cũng không còn tí tách leng keng như lúc nãy nữa. Và chết ở mức 50%, nghe có vẻ rất ổn. Mình sẽ thử tăng lên hết cỡ để quý vị cảm nhận. Nó khá là chói gắt quý vị nhé. Khi tăng chét lên 100%, âm thanh rất chói gắt. Và cách chỉnh như sau. Quý vị để tất cả các thông số âm thanh ở mức 50%, tức là nó hướng lên 12 giờ ở giữa đó. Đây là mức 50%. Sau đó quý vị sẽ vặn chỉnh từng nút một. Cụ thể nút chét này, mình sẽ thử vặn nó sang trái, tức là giảm một chút. Âm thanh của nó, chúng ta chỉ cần vặn một chút, nhỏ một chút thôi, âm thanh của nó trở nên bí bách, thiếu hụt giải cao ở giữa đây. Tiếp tục chúng ta tăng lên một chút, tức là vặn sang bên phải một chút theo chỉ kim đồng hồ. Nó thừa một chút rồi. Vậy là chiếc loa này hãng Prosync đã căn chỉnh chét rất hợp lý ở mức 50%. Tất nhiên nó tùy vào loại nhạc quý vị đang chơi nhé. Ở đây mình đang chơi thể loại bolero như thế này thì âm thanh của nó cần những âm thanh trung tính. Và có lẽ những chiếc loa này nhà rất đã căn chỉnh để phù hợp với những loại nhạc phổ biến nhất Việt Nam. Tiếp tục là bass, mình thử hết giảm đi hết cỡ nhé. Quý vị có thể thấy là khi bass được giảm đi hết cỡ, âm thanh của nó trở nên khô khan, cộc lốc. Những tiếng bass tức là dài trầm, nó tạo nên cho bản nhạc của chúng ta thêm phần sắc màu. Âm thanh nó trở nên trầm ấm, ngọt ngào. Tăng về như cũ này. Thử vặn nó lên hết cỡ quý vị nhé. Tăng bass lên hết cỡ này. Tiếng bass dư thừa khiến cho bản nhạc bị vẩn đục. Dải trầm nó quá lớn, nó sẽ lấn lướt những cái dải khác. Tuy nhiên đây là môi trường ở ngoài trời, thì khi quý vị tăng bass hết cỡ như thế này, cái sự ảnh hưởng nó không quá lớn. Nhưng đặc biệt khi quý vị chơi nhạc ở trong những căn phòng nhỏ, căn phòng kín như lại mình nói á, việc tăng âm lượng, đặc biệt là tiếng trầm lên quá mạnh, nó khiến cho cộng hưởng dài trầm và âm thanh nó trở nên ù rền, rất khó chịu. Nó gây ra hiện tượng ù tai, tức ngực, nhất là khi quý vị chơi nhạc ở âm lượng lớn trong thời gian dài. Trong tất cả các dải tần âm thanh thì dải trầm luôn là dải khó xử lý nhất, bởi vì nó dễ bị phản âm, dễ bị cộng hưởng. Nhắc tới đây thì mình cũng kể một câu chuyện như sau. Có rất nhiều quý vị khi mà đến shop của loa kéo xanh test loa thì thấy rất hay, âm thanh nghe rất hoành tráng. Nhưng khi đem về nhà thì thực sự nó quá thảm hại, nghe không ra một cái gì cả. Lý do vì đâu? Sau khi mình được hỏi ra thì do quý vị này thì phòng của quý vị là phòng nhỏ, đồng thời là ít vật dụng và gần như là phòng rất nhiều cửa kính. Thì tất cả những vật dụng quý vị sử dụng trong nhà ấy, ngay cả quần áo, rồi là giường chiếu, rồi là những cái đồ dùng, tủ giường của chúng ta ấy, nó đều đóng vai trò là những vật tiêu âm, những vật hút âm. Và nó sẽ khử bớt cái tiếng vang, tiếng vọng, khả năng cộng hưởng nó sẽ giảm đi. Tuy nhiên những căn phòng đã nhỏ rồi, kể cả căn phòng lớn luôn, mà không có đồ vật hoặc rất ít đồ vật, ngược lại lại có rất nhiều tường nhẵn hoặc là kính,
thì cái khả năng phản âm và xảy ra hiện tượng cộng hưởng âm học ở đây là rất lớn, dẫn tới là âm thanh của nó bị vang đi vang lại và âm thanh trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Đặc biệt giải trầm càng vặn nhiều bát lên, nghe càng ù càng khó chịu. Và cách xử lý tốt nhất trong trường hợp đấy là quý vị hãy mở hết cửa sổ ra, cửa chính mở hết ra để âm thanh nó ra ngoài, đồng thời chúng ta giảm đi cái giải trầm, tức là giảm bát đi, âm thanh của nó sẽ khắc phục được phần nào. Còn nếu quý vị muốn có được một cái âm thanh nó hay, tốt nhất quý vị hãy mang loa ra ngoài trời sử dụng, hoặc chúng ta trang bị những vật liệu hút âm, hoặc quý vị có thể lắp đặt thêm những cái vật dụng trong căn phòng của chúng ta để nó trở thành vừa là những vật trang trí, vừa là những vật tiêu âm rất hữu ích. Ok, như nãy mình đã nói thì tùy theo loại nhạc mà quý vị sẽ có các căn chỉnh khác nhau. Chẳng hạn quý vị chơi những bản nhạc mà âm thanh của nó thiếu bát, quý vị có thể tăng cường cái giải trầm ấy lên để âm thanh nó hoành tráng hơn. Ngược lại, quý vị chơi những bản nhạc mà nó hơi chói thì quý vị có thể giảm chép đi để âm thanh nó trở nên dịu ngọt hơn. Cũng tùy theo bản nhạc, tùy theo gu thưởng âm của mỗi người mà chúng ta sẽ có cách chỉnh khác nhau. Cho nên mình xin đúc kết lại vấn đề chỉnh nhạc nhé, chưa có chỉnh mic, đây là chỉnh nhạc thôi. Không có một công thức nào để quý vị chỉnh được âm thanh của nhạc nó hay cả, mà tùy thuộc vào cái loại nhạc quý vị chơi, gu thưởng âm của mỗi người, cái môi trường mà quý vị thưởng thức âm thanh nó như thế nào, để quý vị sẽ đưa ra được cái thông số chỉnh phù hợp. Còn nếu như quý vị không chuyên, chúng ta không muốn mất nhiều thời gian để căn chỉnh, thì lời khuyên quý vị hãy để nó ở mức 50%, tức là góc 12 giờ. Nhà xuất thường họ sẽ căn chỉnh đây là mức phù hợp nhất để quý vị chơi được nhiều loại nhạc với nhiều gu thưởng âm phổ biến nhất. Tiếp theo, chúng ta đến với hai nút chỉnh bên dưới là mic delay và mic echo. Và trước mắt quý vị là chiếc mic đi kèm theo loa. Mình sẽ bật nó lên và test. Quý vị đang nghe tiếng mic của loa kéo ProSync VK15 Super. Và tất cả các thông số âm thanh mình đang để ở mức 50%, tức là nó quay lên góc 12 giờ. Sau đây mình sẽ thử tắt delay đi để xem âm thanh nó như thế nào. Alo, hiện tại tiếng mic đang được tắt delay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vị thấy là khi mic bị tắt delay đi thì cái tiếng vang của nó vẫn còn, nhưng nó là vang ngắn, nó không có cái tiếng vang dài, tức là tiếng nhại nữa. Thì mình sẽ thử tăng lên 50% trở lại nhé, để quý vị cảm nhận. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, âm thanh của nó có những tiếng vọng lại, đó chính là tiếng nhạc đến từ nút delay. Và mình sẽ thử tăng nó lên 100%. Lục 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tiếng nhạc nó lặp đi lặp lại nhiều lần với tần suất dài hơn. Tiếp tục đến nút mic echo. Sau đây mình sẽ giảm hết echo đi nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vâng, quý vị thấy không? Mặc dù delay để 50% nhưng echo giảm hết đi thì tiếng mic nó không còn một chút vang nhại nào cả. Có nghĩa là cái delay nó hoạt động dựa trên echo. Echo phải có thì delay mới có tác dụng. Delay nó khiến cho echo dài hơn, lặp đi lặp lại nhiều lần hơn. Và đây mình sẽ tăng echo lên 50% trở lại để quý vị cảm nhận. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp tục mình sẽ tăng echo lên 100%. Alo, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6. Tiếng vang rất nhiều. Và sau đây mình sẽ tăng cả echo và delay lên 100%, cả hai thằng lên 100% xem thế nào. Alo, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Vâng, quý vị thấy là tiếng vang tiếng nhạc cực nhiều, cực dài, lặp đi lặp lại nhiều lần. Ok, thế thì cách chỉnh như thế nào?
thì cũng như là bát chép trên nhạc đã mình nói rồi, thì không có bất kỳ một công thức nào để chỉnh cho nó hay được cả. Mà quý vị phải tùy vào cái gu thưởng âm, cái gu hát của quý vị, đồng thời là cái giọng của quý vị nó là giọng như thế nào, và đặc biệt là cái loại nhạc quý vị hát nữa. Chẳng hạn với kinh nghiệm của mình, khi quý vị chơi nhạc, quý vị hát những cái bản nhạc bolero, như bài ca bolero, thì quý vị nên nhích cái echo và delay cao hơn một chút. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đặc tính của những ca khúc bolero là âm thanh vang vọng, đặc biệt là tiếng hát của quý vị nó sẽ có sự kéo đuôi, có sự ngân nga. Đặc tính bolero nó là như vậy, cho nên âm thanh nó cần phải vang vọng ảo một chút. Ngược lại, nếu như quý vị hát nhạc trẻ, đặc biệt những loại nhạc acoustic, những loại nhạc mà nó gọi là nhạc mộc ấy, âm thanh nó cần phải chân thực, nó phải trở về với giọng hát tự nhiên của quý vị ấy, thì lời khuyên là quý vị hãy giảm bớt nó đi. Thậm chí khách hàng của mình có những quý vị phải nói là chuyên hát, có những cả những ca sĩ nhập dư, thậm chí những ca sĩ chuyên nghiệp hoặc là giảng viên sinh viên những cái trường nhạc viện ấy, thì họ hát là họ tắt hết đi. Và vì sao? Họ bảo là cái echo delay này nó phá giọng. Bởi bản thân những quý vị đó, những người đó thì người ta có cái giọng hát quá tuyệt vời rồi. Người ta muốn giọng hát của người ta mộc mạc nhất để nó thể hiện hết được cái chất của giọng hát. Người ta đủ ngân nga, người ta đủ cái đẳng cấp để người ta thực hiện được cái hiệu ứng âm thanh trong việc thể hiện lời ca, nên người ta tắt hết đi. Còn với những người đa số như chúng ta thì quý vị thường hay thích nhiều delay và echo để giọng hát chúng ta nó thêm ảo diệu, nó thêm êm đềm mượt mà hơn. Ok, thế là xong phần delay echo. Tiếp tục đến mic bass và mic chest, nó được ký hiệu là M bass và M chest. Thì cũng giống như là chest bass của nhạc thì chest bass của mic nó cũng vậy thôi. Nó là thể hiện cái âm trầm và âm cao của mic. Cụ thể, cũng giọng hát của quý vị nó cũng giống như là những cái âm sắc trên một bản nhạc thôi. Nó đều có phần âm cao và phần âm trầm. Đây mình sẽ test. Quý vị đang nghe tiếng mic của loa kéo Prosync VK15 Super. Hiện tại thì tất cả thông số âm thanh đang ở mức 50%. Và sau đây mình sẽ tắt đi mic bass để xem âm thanh như thế nào. Alo. Hiện tại là âm thanh đã được tắt đi mic bass. Trong trường hợp này quý vị thấy nó không khác biệt nhiều, bởi vì cái giọng nói của mình ấy, nó là giọng nói thiên trầm, có nghĩa là bản chất nó đã có rất nhiều bát trong giọng nói rồi, nên là khi mình giảm bát đi nó gần như là không khác biệt nhiều. Tôi mình từ tăng bát mic hết cỡ nhé. Lục. Vâng, giọng nói càng trầm, đã trầm thì trở nên càng trầm hơn. Tiếp tục đến mic check. Mình sẽ giảm hết cỡ đi. Quý vị đang nghe tiếng mic sau khi đã giảm check mic hết cỡ. Lục, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lục, tăng mic check hết cỡ. Vâng, tiếng nói nó trở nên sáng hơn. Bởi vì giọng nói của mình, lúc nãy mình nói nó thiên trầm, tức là nó thiên về cái giải trầm, trầm. Những âm thanh ở tần số thấp nó mạnh hơn là âm thanh ở tần số cao. Cho nên khi mình tăng mic chest lên thì âm thanh, giọng nói của mình trở nên trong sáng. Tức là cái giải âm thanh tần số cao nó được khuếch đại lên nhiều hơn và nó trở nên cân bằng. Qua điều này chúng ta có thể rút lại một kinh nghiệm như thế nào? Cái việc chỉnh mic bass và mic chest nó cũng tùy thuộc vào cái giọng hát, giọng nói của quý vị. Nếu như giọng nói của quý vị mà thiên trầm giống như mình ấy, thì tốt nhất quý vị hãy tăng hết cái chest lên, mic chest lên. Tùy nhá, nếu giọng quá trầm tăng hết cỡ lên, nếu giọng trầm vừa vừa thôi, không phải trầm quá thì để khoảng 75% như này, mà không có thì quý vị để khoảng 60%. Nếu như giọng mà trầm mà quý vị không muốn trầm nữa, quý vị hãy giảm mic bass đi. Đó, đấy là với giọng trầm nhá. Còn nếu với trường hợp giọng quý vị quá cao, tức là giọng cái thé rồi đấy, thì quý vị có thể là giảm mic chest đi cho nó đỡ cao, đỡ chói, và quý vị tăng một chút mic bass lên để giọng ca nó trở nên trầm sâu hơn. Cho nên chốt lại vấn đề mic bass và mic chest kết thúc là gì? Là quý vị hãy chỉnh theo cái gu thưởng âm và giọng ca của mỗi người. Thực chất thì loa kéo di động và các thiết bị âm thanh nó là những thiết bị xa xỉ phẩm,
không phải là những thiết bị thiết yếu, không phải là sản phẩm thiết yếu, mà nó sinh ra để đáp ứng những nhu cầu giải trí của loài người. Cho nên quý vị chỉnh sao không cần là máy móc gì cả, không cần phải biết phải là phải như này, phải như này, mà quý vị hãy chỉnh theo sở thích của mỗi người. Bởi vì chúng ta mua về, chúng ta bỏ tiền là chúng ta mua về, chúng ta nghe nhạc, chúng ta hát là để phục vụ chúng ta chứ không phải phục vụ người khác. Cho nên quý vị cứ làm thế nào, miễn là quý vị cảm thấy như thế là hợp lý, như thế là thích, như thế là ổn. Ok, tiếp theo là nút mvol, âm lượng của mic. Nút này thì có lẽ là cũng không cần nói nhiều nữa, bởi vì nó cũng giống như cái nút vol trên này thôi. Nó là chỉnh âm lượng của mic. Thì có một vài lưu ý nhỏ như sau. Khi quý vị hát ở trong phòng nhỏ, đặc biệt là những phòng kín, thì quý vị nên không nên vặn quá to cái này. Nó sẽ khiến mic bị hú, hú rít nhá. Vặn vừa phải thôi. Còn nếu như hát một ngày trời, thoải mái vặn to hết cỡ không vấn đề gì cả. Thế làm sao để hát và tức là cái tiếng nhạc và tiếng mic nó vừa phải, nó hòa quyện lẫn nhau, thì quý vị phải chỉnh làm sao đó để nó khớp giữa nhạc với mic. Chẳng hạn như là nhạc quý vị để 100% hay là 80%, mà mic quý vị chỉ để khoảng 40-50% thôi, thì chắc chắn một điều là nhạc sẽ to hơn mic và chúng ta hát nó sẽ không hay được đâu. Thông thường với kinh nghiệm của mình thì nhạc khoảng 50%, mic quý vị nên chỉnh khoảng 70%. Nhạc nếu mà 70-80% thì lúc này mic có thể sẽ lên 100% được. Tiếng mic nó thường là nên cố gắng là nên lớn tiếng nhạc một chút để chúng ta hát nó nhẹ nhàng hơn, tiếng nó bay hơn, nó không gây mệt. Một chút về cách cầm mic thì mình thấy rất nhiều quý vị cầm mic sai. Chúng ta nên cầm như thế này là chuẩn này. Có những người thì cầm như này. Thì cầm như này nó có cái hại gì? Thứ nhất là cầm nó không là chắc lắm, nó sẽ rơi tuột xuống dưới. Thứ hai, khi quý vị cầm như này thì cái âm thanh nó ở miệng của quý vị ấy, nó đưa vào mic nó dễ dàng bị cộng hưởng, bị phản âm qua lại giữa cái mic và cái tay của chúng ta. Và khi đó thì âm thanh của nó sẽ không thể hay được. Một là nó sẽ hú lên, hú inh lên luôn. Hai là nó sẽ trở nên âm thanh của nó không còn trong trẻo nữa, nó sẽ gây ù. Quý vị lưu ý nhá, đừng cầm ở đây. Cầm ở đây nó mới là chuẩn này. Hoặc có những vị cầm ở đây. Cầm ở đây thì không ảnh hưởng gì đến âm thanh cả, nhưng nó sẽ dễ rơi, không chắc chắn lắm. Đồng thời cầm ở đây thì khi quý vị hát ấy, mic nó dễ bị đưa đi đưa lại như này. Âm thanh của nó sẽ không được ổn định. Quý vị cầm ở đây là chắc nhất. Còn một điều nữa, đó là rất nhiều quý vị hỏi mình là tại sao mic hát nó lại hú rít như vậy. Thì hú rít ở đây nó sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Cụ thể nguyên nhân nhất là do mic volume. Mic volume này quý vị bật quá lớn. Trong một không gian nhỏ quý vị bật quá lớn, âm thanh của nó sẽ bị vào mic, tức là âm thanh phát ra khỏi loa nó lại thu ngược trở lại mic, và cái vòng tuần hoàn nó lặp đi lặp lại, âm thanh nó sẽ bị khuếch đại lên quá lớn và gây ra hiện tượng hú rít. Nguyên nhân thứ hai nó khiến đến từ cái việc mic chét này. Mic chét nó cũng góp vai trò rất lớn trong việc gây hú rít. Nếu như quý vị hát trong một không gian nhỏ, quý vị cũng không nên chỉnh cái mic chét lên quá cao, để vừa vừa thôi. Hát ngoài trời thì thoải mái, nhưng hát trong phòng nhỏ quý vị để vừa thôi. Tóm lại là mic vol và mic chét quý vị đừng vặn nó lên quá lớn, hai cái đèn tắt điên hàng đầu gây ra hú rít. Thứ ba nữa là do quý vị sử dụng, quý vị cầm mic quý vị chĩa thẳng vào cái loa như này này, thì loa xịn mấy cũng hú rít, bật nhỏ mấy cũng hú rít. Đừng bao giờ chĩa thẳng cái loa, cái mic về phía màng loa nhé quý vị nhé, nhất là loa chét. Đồng thời chúng ta dùng mic thì chúng ta cũng nên có một khoảng cách đủ xa với loa. Trong trường hợp quý vị sử dụng gần loa thì chúng ta nên đứng ở đằng sau loa bên cạnh loa để hát, chúng ta đừng đứng ở trước như này, nó sẽ hú. Quý vị và các bạn thân mến, mình vừa mới chia sẻ đến quý vị cách chỉnh loa kéo làm sao để nghe nhạc và hát karaoke hay nhất. Hy vọng video clip này sẽ một phần giúp ích cho quý vị trong quá trình sử dụng thiết bị âm thanh này. Mình xin được kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, đừng quên bấm nút like, chia sẻ video cho bạn bè, người thân. Hãy bấm đăng ký kênh YouTube Loa Kéo Xanh để cập nhật những video hữu ích trong tương lai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị.